gia chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và cuối cùng thì Mèo cảm ơn tất cả những bạn nào đang xem video này và chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Hello, xin chào bà con và cô bác. Đó, mấy bạn thấy không, hôm nay anh Rít Hút hơi bị lịch sự luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, mấy bữa giờ anh bị bệnh, anh không có làm video được. Dạo này cái cổ họng của anh nó hết ho rồi mấy bạn. Trở lại làm video cho mấy bạn xem, anh thiệt là vui quá luôn mấy bạn ơi. Ok mấy bạn, nếu mà chúng ta trở lại đầu tiên làm video á, chúng ta làm cái gì đó cho nó hay ho tí xíu nha mấy bạn. Đây, Mèo, chị Panda, đi theo tôi, đi theo tôi. Nhìn đi, hôm nay chúng ta không chỉ chơi Minecraft đơn thuần nữa mà chúng ta sẽ... Thấy con mèo không mèo? Ê, no, nó không dễ thương đâu mèo. Nó có tên là mèo bầm một con mắt. Tại vì á, tôi quánh vô mặt nó và bây giờ nó sẽ dí chúng ta chạy. Nếu chúng ta không kịp chạy thì nó sẽ ăn thịt chúng ta luôn. Cái này nó là mèo bầm một bên mắt chứ không phải một con mắt. Thì có một bên mắt à, nè, thấy chưa. Thật ra nó là mèo tâm thể, tôi nói giỡn á mấy bạn. Ê, nhưng mà cái luật chơi vẫn là như vậy. Ủa sao tôi đi kỳ vậy mèo? Ở cái chân không gì kỳ vậy? What the hell? Dữ vậy? Sao mình bẹt cái giò như vậy mấy bạn? Ê, bên đây đi hiểu ơi, chị bên đây đi hiểu ơi. Nè, chị đi có một cách rất là bình thường. Tôi có đi bình thường. Kì vậy, tôi đi cái giò tôi có bẹt. Tôi đi cái khác bạn ơi, mặc dù biết bạn là ông rồi, tém tém cái đất vô. Tại mấy bạn ơi, anh Rít Hút chào mấy bạn, xong anh Rít Hút đã bị thở chân. Nó thấy không, kêu bằng thở háng mấy bạn, cái giò anh nó dạng nước dây hay gì mấy bạn ơi. Cái thầy đã chào chú quá. Thiệt là khổ luôn mà thôi kệ mấy bạn. Đây là cái gì đây, để mình coi thử. Ui, này là... mấy cái này là mấy cái bẫy á mọi người. Kiểu mình đừng có là dậm như mấy cái này hoặc là mình sẽ bị chết. Khoan, khoan, vậy là chạy hồi nãy ông quánh con mèo đó xong giờ là một hồi thả ra nó sẽ dí mình. Mình phải vừa chạy khỏi con mèo mà vừa phải né mấy cái bẫy này nữa đúng không? Đúng rồi. Còn đây là gì? Lắp đặt hình nước với lava nữa hả? Nước và lava và cái mấy cái này nè là hố á mèo. Nó sẽ giết mình đó mèo. Bẫy nữa nhiều quá vậy. Và cái này là cái gì đây? Cái này là gì không hiểu? Cái này là jump boost nè, nhảy cao nè, chạy nhanh nè, nó như vậy đó. Còn cái này mấy cái này là phô mai. Mình là mấy con chuột, mấy bạn mình ăn phô mai để mình chạy nhanh. Mấy bạn nghe cái giọng mình hơi kỳ kỳ, bạn đừng có hỏi à. Ôi, đúng rồi, giọng của anh kỳ quá à. Thì anh bị ho bạn nên bạn thông cảm này. Woo, vô mẹ ơi. Vô chị bên đây. Chị đi chơi. Vô đây. Escape the cat, trốn khỏi con mèo, chọn chế độ medium easy. Ê, mình chơi easy trước đi ha. Easy đi. Ok. Mình phải tập chơi. Wow, ở đây có 3 con mèo khổng xì lồ. Oh. Ê mèo, bây giờ ha, từ từ đây, để tôi coi cái này chấm điểm đúng không? Cái này là Vati Shop. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu ở đây nè, nó cái này là nút bắt đầu. Ok mấy bạn ơi, mấy bạn hãy bắt đầu trò chơi này bằng cách nhấn like và subscribe cho anh nha mọi người. Và nhớ đây chỉ là video giải trí thôi mấy bạn. Ok, bây giờ bắt đầu. Yo. Cái gì đây? Mình chưa nào tôi mới được đấm vô mặt con mèo mà. Một hồi mà nếu con mèo nó sẽ hút. Ui. Đây. Ui, chị Panda đâu? 3 2 1 nè, chị Panda nè, em đó. Vô, 1 2 3 1 2 3 4 2 1 chạy. Ơ, sao vậy? Sao chạy hả? Chạy đi chị Panda. Ơ, con mèo nó dí, chạy con mèo nó dí. Ê. Con mèo ơi, nhảy cao, nhảy quá. Rồi. Ủa, tôi chơi chế độ dễ luôn nè. Ủa, chế độ dễ hả? Chế độ dễ luôn á mà con mèo nó dí. Thế là sao? Là do là mình chạy thôi sao? Là mình phải chạy không thôi, con mèo nó sẽ cắn thôi. Ok, mình sẽ thử lại lần nữa. Tôi thấy cái giò tôi bẹt hơi dài nên có thể con mèo nó dí tôi được á mèo. Từ từ, nè, con mèo trong đây chung ra nè. Rồi. Ok, chạy hết ga nha. Chạy tới đó thì nhảy nha mọi người. Nè, nhảy qua nè. Nhảy qua ơi. Sao chưa thấy con mèo? Vô đây, anh ra đây nhảy đó. Con mèo. Ê, con mèo. Ôi, ôi. Ôi. Ôi mèo, mèo chị Panda chết rồi, nhưng mà giờ tôi đang dí ngược lại con mèo mèo ơi. Trời ơi. Đúng rồi chị Panda, em vừa dí ngược lại con mèo mèo chị Panda. Quánh đi được không? Quánh đi được không? Ê, vậy để cho con mèo nó chạy trước mình chạy sau cũng được vậy. Ê, tôi ôi da tôi bị chậm đây nè. Ê, hình thì như là vậy. Mọi người chết là kiểu như tôi còn kẹt đây á. Cái này hơi khó quá không à mọi người. Nè cái map nè, nhìn đi, city. Có map rừng nè. Có map nhà thờ nè. Map rừng đi. Map ừ. Mùa xuân nè, mùa xuân. Map này đẹp, ok. Rồi, ok, lấy map này đi, rồi chơi lại. Mọi người bờ rầu hết tí giùm tôi. Xe ngáp. Nói là mình phải mua map này, mèo ơi, mình không có đủ tiền mua. Bây giờ phải quay trả lại map city. Vô phải chứ. Rồi luôn, làm tiền luôn chứ đâu. Rồi luôn, rồi. Làm tiền luôn chứ đâu, bây giờ làm lại thôi. Trời ơi, game này. Chơi lại cái map cái gớm nãy nữa hả? Ok mấy bạn ơi, lần này là lần đầu tụi mình chơi trò này nha mấy bạn. Trò này là game dễ bạn ơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Đó, vậy bạn nào á mà thả cho cái video này được 100.000 like, mình livestream mình tánh quánh con mèo luôn mấy bạn. Tôi thấy á. Tôi thấy con mèo chưa tới thì thôi mình đừng chạy. Mình phải đi từ từ thôi. Rồi mình cứ đi từ từ vậy nè mấy bạn ơi. Đi thôi, đừng nhấn nút chạy. Cứ nhấn nút đi thôi là đi từ từ thôi. Vậy hả? Ừ. Ra vậy. Đừng có chạy hồi. Mình không thả thôi, đừng có nhíu quá. Mình không thả đi mẹ. Đó, đây là chạy anh này, nhấn nút nhảy nè, đang bay qua. Đó. Quá chơi. Đứng ra vậy con mèo nó được tới kìa. Chạy đi. Thôi. Rồi xong luôn. Đã cái hay thì chạy chậm mà còn kêu đứng nhìn nữa. Đứng giờ nó hả? Trời ơi, con mèo nó chạy chậm muốn chết mà hai người này làm cái gì mà hiệt chứ khổ thiệt. Đó, nó cắn chị rồi nè, ở đó
có bị mèo cắn đâu chị Panda. Nói thì hay. Ừ. Nè nói có kìa. Hello mấy thầy mèo. Chị nè. Cái mèo nó mới nghẹo ai kìa. Nó nghẹo chị Panda đó chứ nghẹo ai. Chạy thẳng luôn chị Panda. Thà chạy chậm chị Panda. Thà chạy chậm chị Panda. Đừng có nhảy chị Panda. Chị nhảy là chị chết á. Ờ đã bắt cô dở mà còn nhảy nhảy nữa. Thà chạy chậm chị Panda. Nghe thầy cần trước cần gạt mấy cái cục gai gai giùm chị được không? Không chị Panda. Em dẹp đâu, em dẹp đâu. Mèo lấy hết phô mát của tôi. Mình phải lấy phô mát đi, tôi không lấy, ông lấy cũng vậy à. Mà ông không lấy, tôi lấy nó cũng giống nhau thôi. Đúng không? Hả? Bà Panda này bà làm hết hồn luôn mèo. Em tưởng là chị bị gì không á. Chị Panda đã bị rơi xuống vực chết. Con mèo đang chạy rồi. Mém nữa tôi bị rơi vực mèo ơi. Vậy tôi đang chạy hết ga luôn. Tôi chạy trước mèo luôn. Ông chạy trước, chạy trước, tôi chạy sau tôi giờ. Tôi là người dẫn đầu. Con mèo nó nghẽo, nghẽo ghê quá à. Trời ơi, hồi tôi đưa con mèo thái tử của tôi vô nó mập hơn con mèo này cho hai con cắn lộn nhau. Con mèo nó như nó khè mình hết. Mở con này mày im không? Mày ê, sao tao không cho mình phải cắn lộn với con mèo nó dễ hơn á. Thôi chị Panda, chị cái thay chị cắn mèo, mèo chết chị Panda. Chị mập lắm chị Panda. Thôi chị cho chị chạy cho. Vậy đó. Wow. Chị Panda. Thôi chị Panda chơi mới về chứ đừng có xạo chị Panda. Chị về trước á. Cộng 5 điểm mèo chanh, cộng 5 điểm chị Panda, cộng 0000 điểm nào hết. Trời sao. Có tiền mua mắt đi, có tiền mua mắt mới chơi. Có tới 1.700 luôn kìa. Rồi mua được không? Ok, vô khoan vô shop nè, 1.700 nè. Đây. Đó, lượng mắt nào thoáng thoáng đó nha. Mua mèo phát hiện hơn được không? Cách nào mua mắt hả? Con này nó không dữ quá à. Nè mua mắt nè mọi người. Ủa, đâu? Mua chưa? Mắt này 400 điểm này có đinh nữa nè. Ôi. Đừng lấy đinh. Map này có kho báu nè, quá trời cái rương luôn nè. Ngon quá à, mà lem. Ok, unlock cái này không? Cái này chấp đi cồn nè nha. Còn cái này là cái gì? Tôi không biết. Cái này là cái ôi, gì đây? Ôi, cái này nhiều lắm. Shop đâu rồi? Vô shop Spring nè, đây. Rồi, mở map mùa xuân rồi nè. Ok, ngon. Trời, cái map để thúi à. Ê mèo ơi, giờ tôi chạy ra mùa xuân nè mèo. À, ủa cái đó là mình mua effect chứ không phải là không, mình, tôi mua map á mèo. Vâng, sao tôi chạy ra tôi chưa thấy mùa xuân chứ không, tôi mua, tôi mới có, còn mèo chưa có mua. Wow, chúng ta chạy thì tính tiền chung mà hả, tao hồi mua tính tiền riêng đúng rồi, mua tính tiền riêng, không ai chơi, kỳ thiệt nha. Tôi mua mèo ơi, wow, tôi chạy ra mùa xuân, còn mèo chị Panda chạy không ra. Mày cũng chạy ra nè, cũng nói gì vậy. Chị chạy theo em đi chị Panda. Giờ người em nó chạy ra hoa ra lá. Chạy nhanh lên, con mèo nó rượt. Ê, con mèo này nó ngu lắm, đứng gì dòm đây kìa. Ông dòm. Thôi chị chạy trước chắc ăn hơn. Trời ơi, con mèo này nó gàm chết luôn. Cái cây đó nó đẹp. Có bông ăn thịt mọi người. Ờ, cái bông ăn thịt đó làm chậm mình lại thôi à. Nếu như con mèo đó mình cột dây nó được thì đỡ. Trời ơi, con mèo đó mà cột dây nó được em nuôi nó, xong em cho nó qua nhà chị cắn. Cột dây nó xong giận cái heo cho mình. Cái video này mà đạt 200.000 like tôi hứa là tôi sẽ cột con mèo này lại, xong tôi bỏ nó vô nhà bà Panda. À, hao tôi bột. Tôi làm được hết mèo, tôi làm được hết. Đứng ở chợ, con chợ con mèo hết rồi. Con mèo đâu vậy? Ông chạy mèo, mèo. Có mèo Panda nè. Ừ. Giận cái này đây. Lẹ chị Panda nó cắn chị kìa. Ngu. Chạy đi, chạy đi, con mèo nó rượt sát sau lưng bà Panda luôn. Mèo đập cái mông. Ôi mèo, đừng cắn tôi. Chưa bao giờ mà chỉ hận mèo chứ bây giờ. Cái gì hả chị Panda? Hận con mèo chứ không phải là hận mèo. Cái mắt này dễ đã hơn cái mắt kia. Ừ, cái mắt này dễ các bạn ơi. Cái mắt mà quỷ thì nãy nó khó. Bởi vậy có tiền nó khác, không có tiền nó khác. Nói, đúng rồi chị Panda, chị gặp anh khơi. Chị Panda nói là chị có đúng rồi, có tiền rồi mình sẽ chơi mắt dễ. Ôi, con mèo có tiền mình sẽ chơi mắt khó các bạn ơi. Vừa dễ mà vừa đẹp nữa. Mọi người cho em với em chậm chút bảy không? Không. Con mèo đang dí em nè. Trời ơi, chúng ta chạy nước luôn rồi mà mèo còn bị con mèo dí nữa là sao? Thì sắp sửa nở hoa rồi, cưng đừng á hả kêu. Đâu con mèo rồi. Đứng rồi đó đó. Rồi. Ông chạy tới dí con liền á. Đó. Chạy đi. Chạy tới. Con mèo này chạy hơi bị chậm rồi, tôi thấy mèo này. Cái gì vậy? Mèo hô rồi chị Panda. Mèo núp rồi chị Panda. Dài tập. Mèo núp. Mèo núp nha. Mèo núp ơi. Núp đó. Mèo núp. Cái gì núp thôi là mèo chị Panda còn núp chót nữa. Chị nói cho nó dần á. Rồi, em về nước rồi chị Panda ơi. Đây cũng sắp về rồi bà. Chị Panda về nước luôn. Rồi, chị Panda, tôi nghĩ là bà sắp thua rồi mèo ơi. Rồi, bà thua rồi đó. Rồi, chị sao rồi, bà rồi. Rồi, bà Panda chị Panda thua rồi. Chị đang nở tâm, nở hoa đây nè nha. Rồi, về nước, tôi chờ mèo nè. Mấy mèo, mèo. Chết rồi. Tôi sẽ đầu cái. Yes. Tôi sẽ đầu mèo ơi. Lấy hút cộng 5 điểm, chị Panda cộng 5 điểm, mèo cộng 0000 điểm. Mèo ốc thì tọ. Ấy mèo vô trong shop này mua đồ mèo ơi. Ok có tiền rồi tôi cũng sẽ đi. Ê, chị có tiền không? Rồi. Vô shop vô cái góc cột á. Sẽ đi mua bức chân cải hoa.
Trời ơi, tôi chị sẽ mua cái gì khác nữa, hoa nó không hợp với tôi. Ông có bông vậy tôi con cho chị cái đó đi. Tôi sẽ làm công chúa bằng tôi sẽ tải lửa mèo. Dạ đi, tôi sẽ làm công chúa bằng rồi xong chị Ba Đa hết tiền rồi, chị Ba Đa muốn được chị Ba Đa. Ủa? Tự ai đang tiện lấy tiền chị mua vậy? Không, mày mua nào chưa? Tôi mua bước chân cái bông của tôi này đâu. Mày mua bước chân băng giá hả? Ừ. Mày mua cái này mới mua nè, mày mua cái này là mua cái map mèo. What? Mèo khờ. Tại vì mèo đi mua cái map chứ mua. Ba là cái treo nè, thấy cái chữ treo không? Treo nè, thấy chưa? Còn cái này là forest level. Rồi, con bác mới chơi rồi cũng được. Ok. Ủa, mua. Vậy là nãy giờ chị cũng mua cái gì vậy? Chị không mua gì chị Ba Đa. Thôi vậy hả? Chị thật là ngu si. Sao bây giờ cái số tôi nó học chị không có tiền hả? Rồi chơi cái mấy chừng nào ơi, chừng nào chị muốn cứ cho chị tiền nha. Không có cho được gì Ba Đa, em dạy em chạy nữa gì bên đây. Nắm tiền hồi đi chị cho con tiền mua. Vâng, chị đã muốn cho con tiền nha. Rồi xong rồi, bây giờ thì bắt đầu nha. Ôi cái map này khó mẹ ơi. Lỡ mày vậy chọn cái map đi ơn. Này mèo mua chị Ba Đa. Ôi chị Ba Đa với mèo mua luôn rồi. Trời ơi là trời. Ôi vậy là còn mình tôi chạy hả? Rồi bị mèo cắn rồi. Trời ơi game này vẫn là game dễ so với em chị Ba Đa. Vừa ra tự nhiên tôi nhảy xuống cái lỗ đó không chạy được. Em mượn nhảy xuống vừa ra ta mở mắt to to ra. Chị nào chị đi chích ngừa cho tiền chị chích nha. Trời ơi hai người cứ ngồi đó cứ cho tiền qua cho tiền lại đi. Còn Red Hood bây giờ vẫn đang top 1 nè thấy chưa. Xoay đầu cái mấy bạn ơi lộn. Xoay đầu cái mấy bạn ơi. Đó, chà đầu. Cái nó gọi là chỗ xuống đầu. Không, cái này chà đầu xuống đất cho khôn đó các bạn. Chứ chạy ngu quá mà. Rồi lại nè. Lại nè. Giờ chúng ta mua cái map cái gớm. Đúng. Mèo mua gì bên ta? Đổ thừa mèo. Tao nó tao mèo. Mua map thì nghe kinh khủng. Mua map quá đẹp luôn. Ừ, map thể nữa. Từ từ. Rồi tại nhiều nhìn vô map là biết. Nhìn vô cái map mà nghe là biết cái nghèo rồi. Ok đấy, mấy bạn ơi, đây là lần cuối cùng mà mình sẽ thử nha mấy bạn. Chạy đường này nè, tôi phát hiện bên đường bên này. Bây giờ là bờ rồ chạy nè, không phải là núp nha. Cứ đi đi bộ thôi, đừng có chạy. Ok. Đi bộ từ từ thôi nè, nó có chừng nó lọt dưới đó. Nhìn rõ rồi, thả đi chứ con mèo. Bây giờ là chạy nhanh được rồi đó. Đó, khúc này là chạy nhanh được rồi nè. Khúc này là chạy nhanh được rồi nè. Đó, thấy không? Đúng rồi. Khúc này đâu có lỗ hang gì đâu hả, đúng không? Có lỗ với mèo, mèo thử mèo chạy coi hồi mèo chết luôn á. Phải không? Ừ, cái này được lắm nha, đi theo con đường chạy lửa con hút nè. Đúng rồi, đi theo con đường chạy lửa của tôi đó mẹ mọi người ơi. Đúng rồi. Mày chơi con chạy thôi, mấy cái bờ lóc lóc cái hô thì hai biết mấy. Vậy là phải lửa. Vậy là em phải mua thật nhiều tiền chị Ba Đa. Đi theo con đường chạy lửa chết nè. Ủa? Chưa, chị chưa chết. Từ từ nghe khúc này đi bộ nha mọi người, khúc này đi bộ. Ủa cái này tuyệt vời quá, mình thật là khôn khi mình mua cái này. Đi bộ. Đó, giờ mới phát hiện ra cái con đường chạy lửa này, công nhận nó tiện lợi. Đó, cái này là chỉ cần đi bộ thôi là con mèo cũng không bắt kịp mình đâu mọi người, nên đừng có chạy mọi người ơi. Ôi da. Chị Ba Đa chết rồi mèo. Chị Ba Đa. Mèo cắn. Mèo cắn. Mèo kéo luôn. Em có cắn gì đâu, chị đâu hồ em cắn vậy. Hồi không, con mèo tâm thể á. Con mèo nâu một bên mắt á. Con mèo nó bị nâu một bên mắt nó cắn vậy đúng không? Rồi từ từ cái này là phải bắt cua nè nó. Rồi bắt cua qua. Ok. Rồi bắt cua theo tôi. Ok ok. Nghe mèo nó nghẽo lên nó gần tới mình rồi đó. Ôi, ném chết rồi, đi bộ đi. Từ ơi, chết thiệt quá luôn quá. Quá ghê luôn mọi người ơi. Mèo nói tôi đè xếp tôi đi luôn mèo. Thôi, con mèo nó sẽ đến với mình. Rồi cứ chạy chậm chậm từ từ vô cũng được đó. Sẽ vui vẻ với mình, đợi tôi với, đợi tôi với. Đó, chưa chạy chậm chậm vô cũng được đó mọi người. Đúng rồi. Rồi mình cứ thông thả đi, thấy vậy chứ con mèo ngu lắm. Nó cứ chạy, nó chạy mình tự làm mình chết á, chứ nó đâu giết kịp mình đâu. Nãy giờ đâu nghe nó nghẻo đâu. Đúng rồi, mèo nó chờ mà. Nè, tôi chạy về đích rồi nè. Chờ tôi với, ông nhanh quá. Xe đầu cái. À đứng đây chờ đó, mình thắc thích đó. Mình thấy lại gần tới mình đã vô. Tôi sẽ đầu nè. Đứng đây chào mèo à, đứng tôi đây chào. Tôi phải chào nó mèo. Đúng rồi, chào nó đi. Đó. Đúng rồi. Chào nó. Hello. Nó đâu rồi? Ui, hình như mình bỏ xa nó quá rồi. Hình như con này nó ngu quá rồi, nó chết đâu rồi mèo ơi. Nhiều khi nó cắn chị nó bị chạy nọc nó chết á. Rồi, tôi hiểu rồi. Chị Ba Đa bị béo phì mấy bạn, nó bị ngộ độc mỡ của chị Ba Đa nó chết rồi. Đâu rồi? Tôi về đích luôn rồi. Mèo 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 mèo. Mèo về đích đi mèo ơi, nó chết rồi mèo ơi. Ok, nó chết rồi quả thiêu rồi. Đây là gì đây? Ok, go, về thôi. Mèo về đích rồi nè, đó. Mấy bạn thấy không? Game này dễ mấy bạn. Bạn nào muốn anh livestream thoát khỏi con mèo này thì mấy bạn nhớ comment phía dưới và để lại like cho anh. Anh sẽ livestream cái này lên cho mấy bạn xem ở kênh Pirate TV nha mọi người. Và bây giờ bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của anh vào ngày mai mấy bạn ơi. Ngày nào anh cũng ra video hết, anh hy vọng là mọi người ủng hộ anh. Bạn nào đồng ý ngày nào anh cũng ra video hết thì nhấn like cho anh nha. Bye bye mọi người. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.